Hello, xin chào các bạn nha. Xin chúc các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui và luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc viên mãn bên người thân nha các bạn. Bữa qua mình có ra một cái video nói về cách chọn bò và giống sinh sản để năm một các bạn. Có một bạn comment vô bình luận nói với mình, hỏi mình có bò giống nào đỡ cho bạn ấy một con để bạn nuôi. Thì mình cũng cảm ơn bạn nhiều nha. Cảm ơn bạn đã xem video và ủng hộ kênh mình. Thì mình cũng có gì chúc bạn ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng vui vẻ và hạnh phúc và làm ăn phát đạt nha bạn. Mình cảm ơn bạn rất nhiều nha. Thì hôm nay mình cũng có cái vậy này chia sẻ với các bạn. Thì mình mua bò mình nuôi, mình mua bò giống gì mình nuôi, bò là để tốt rồi. Thì mình cái khâu mà khi mình chăm sóc con nghĩ con của nó các bạn, không phải là sinh ra là đỡ cho mặt bò mẹ nuôi không, mà mình phải có hỗ trợ trong các bạn, mình phải quan tâm, mình phải chăm sóc cho con nghĩ con ngay các bạn, để đạt một cái hiệu quả cao nhất là mình phải hỗ trợ và mình chăm sóc. Chứ khi mà con nghé mà mới sinh ra tầm khoảng 1 tháng đến 2 tháng đến 3 tháng, tầm khoảng 5 tháng trở lại các bạn, thì con nghé nó cũng dễ bị mắc bệnh lắm các bạn. Bệnh đây là thường là bệnh thôi, là bệnh rơm, bệnh không lớn, hoặc là ghế guốc các bạn. Nhiều con nó sinh ra ghế, nó ghế cục trên mình ạ. Nó sinh cục trên mình rồi nó làm cho con bò con nó không phát triển được nha các bạn. Nó sẽ ốm, nó ăn cũng không có đủ chất, nó yếu ăn, rồi nó sinh ra là nó bị nóc, bị gầy nghe các bạn. Nó cũng rất là quan trọng các bạn ơi. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ với các bạn về vấn đề cái giờ nghỉ con từ 1 đến 5 tháng này. Thì từ 1 đến 5 tháng thì nghỉ con nó thường mắc bệnh là thí dụ như tiêu chảy nữa các bạn. Cái tiêu chảy thì nó cũng dễ bắt gặp khi mà con nghĩ con mới sinh ra các bạn. Trong khi nó mới sinh ra thì tầm 1 đến 5 tháng thì nó cái ruột nó các bạn nó rất là yếu. Mà đỡ nguyên nhân mà nó bị mà tiêu chảy như vậy thì nó cũng có nguyên nhân gì các bạn. Ví dụ như ăn thức ăn lúc mà tầm khoảng 1 2 tháng thì nó biết ăn rồi các bạn. Thì nó ăn bị trúng ngộ độc có gì đó, hay là nó uống nước không được sạch các bạn, uống nước không được là được gọi là nước bẩn á các bạn. Và trúng con nghé nó mới sinh ra thì nó cái ruột nó rất là yếu, mà nó bị như vậy thì nó không kháng lại được, thì nó đâm ra nó tiêu chảy, nó bị đường ruột các bạn. Rất là dễ bị đường ruột ăn. Nghe mới nhóm khoảng tầm đến 1 tháng đến 5 tháng thì nó rất dễ bị đường ruột nghe các bạn. Thì để khắc phục cái chứng mà bị ngộ độc thức ăn nè, bị đường tiêu hóa này, bị đường ruột nè, thì mình cũng xin chia sẻ với các bạn là để khắc phục cái vừa vấn đề đó. Khi mình phát hiện con nghé mình nó bị tiêu chảy nghe các bạn, mình phải phát hiện cho sớm nha các bạn, cho đỡ mà khi mà nó ía các bạn, nó ía ra mà nó khi nó ía hơi còn bột sệt sệt nào thét, nó ía ra trắng xanh xanh nào, nó ía lỏng luôn, phun luôn. Rồi khi mà nó ía ra máu các bạn, khi nó ía ra máu thì khó chữa lắm các bạn. Cho dù cho chữa được thì con nghĩ nó cũng không khó có thể mà hồi phục các bạn. Nó ốm, nó rồm, nó thành nóc nha các bạn, nó là suy dinh dưỡng á, gọi là suy dinh dưỡng luôn á. Thì như vậy là nó không có đạt được cái hiệu quả. Cái con nghé nó trưởng thành, nó lớn nha các bạn, nó sẽ còi cọc. Rồi khi mình bán thì cũng không có bao nhiêu tiền các bạn. Đó. Nó thiệt hại kinh tế mình dữ dằn lắm. Thì trước khi mình chia sẻ cái vấn đề mà bò nghé con bị tiêu chảy các bạn, thì nghe thấy mình vậy phim là sơm sơm là nó đổi trắng các bạn. Con nghĩ đây là cái thật vậy nha các bạn. Thấy mình giờ mới quay là nó ủi vậy á. Mình phải cẩn thận chứ có khi nó ủi con rớt điện thoại bớ các bạn ơi. Này mình nói tới chỗ trước khi mình chia sẻ vấn đề bình bò tiêu chảy các bạn, thì các bạn hãy dừng lại ít giây đỡ
bấm ủng hộ cho mình một cái kênh và đăng ký ấm ủng hộ cho mình cái kênh và like cho mình một nút like nha các bạn, để cho mọi người cùng biết nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Và không đỡ cho các bạn chờ đợi lâu, mình chia sẻ đây các bạn. Thì theo cái kinh nghiệm của mình, khi mà mình trồng bò mình phát hiện con nghé mình, nghé tầm khoảng cỡ tầm 1 đến, 5 tháng, mà nó thường gặp nhất là con nghé từ 1 đến 2 tháng các bạn. Nghé tầm 1 đến 2 tháng là 3 tháng, nghé cỡ đó là nó dễ bị đường ruột lắm các bạn. Nó khi nó có thể là nó bú con bò mẹ mà nóng sữa nó cũng bị nghe các bạn, nóng sữa vô nó bị đường ruột nó cũng bị, nó uống nước đục hay nó uống nước không được sạch, nước bẩn các bạn, họ ăn những có mà nó cũng không được sạch, nó vẫn gây ra tiêu chảy bị đường ruột nghe các bạn. Nó tại vì cái ruột nghé khi nó còn tầm 1 đến 5 tháng thì cũng lớn rồi, tầm 1 đến 2 đến 3 tháng thì nó dễ bị tổn thương đường ruột nó lắm. Thì sau đây mình cũng chia sẻ cách đỡ mà khắc phục cái chữa cái bệnh tiêu chảy các bạn. Cái kinh nghiệm của mình mình nuôi bò hầu giờ thì con nghé của mình thì khi mà mình phát hiện nó tiêu chảy các bạn, thì ngày nay mình phát hiện nó tiêu chảy thì mai thì mình phải đi chữa liền nha các bạn. Đó, phải chữa liền hoặc là chữa trong cái ngày đó mình thấy luôn, cho đỡ mà nó nặng là khó chữa lại nha các bạn. Câu cái gì cũng vậy. Hay tất cả cái con vật gì hay mình đụng gì vậy các bạn, khi mà nó nặng rồi mình khó chữa các bạn. Thì phát hiện sớm chừng nào là tốt chừng đấy các bạn. Thì kinh nghiệm của mình là chữa bằng cách gì các bạn, mình cũng chia sẻ cho các bạn. Thì khi hồi lúc mà con nghé mình đã bị ỉa các bạn, ỉa hai con luôn. Thì lúc đó thì chắc mình nghĩ là nó bị uống nước bẩn hay là ăn đồ ăn bẩn gì đó. Lúc đó thì nó cũng mới tập ăn mà nó ăn cũng ăn rồi, ăn cũng ví dụ tầm 2-3 tháng thì nó ăn cũng mạnh rồi các bạn. Thì nó bị đường ruột như vậy. Thì mình mua một ký trứng dây các bạn, và mình mua khối nước khoáng lạc một lóc các bạn. Và mình kết hợp với mua trứng các bạn, trứng gà, ví dụ trứng gà ta không có thì các bạn mua trứng gà công nghiệp cũng được. Nhưng mà các bạn bỏ cái trồng trắng đi, các bạn lấy cái trồng đỏ không à. Đừng lấy trồng trắng các bạn. Tại vì trồng trắng nó vô nó dẻo cổ nó nuốt không được, nó trích cổ nó khó. Mình lấy trồng đỏ thôi. Ba cái kết hợp lại các bạn, nước khoáng lạc nè, rồi sắn dây nè các bạn, rồi trứng gà nè các bạn. Rồi các bạn lấy trồng đỏ thôi, một cái phấy ra cái ca gì đó. Rồi một chai nước khoáng lạc các bạn. Bắt đầu thì ví dụ như một con là một chai, hai con là hai chai. Cứ một con bò là một trứng gà nghe các bạn, phấy đều tan hết rồi, mình xúc lên như sắn dây mình xúc cho nó nhuyễn hết, cho nó tan ra hết rồi, bây giờ mình đổ cho cái chai. Bạn kiếm một cái chai á là nó có cái cổ cho nó dài các bạn, mà nhỏ 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 thôi, đỡ chi đỡ mình đút vô cho tới chỗ trong cổ nó, mình đổ cho nó uống cho nó dở. Cho nếu mà cái chai mà thụ lù mình đút vô miệng không được các bạn, thì nó đưa ra cái nước nó không vô được cổ nó, là nó thuốc nó ra hoài hết, nó phí nghe các bạn. Bò mình nó cũng không có hết ý nha. Thì các bạn tiến hành cho nó uống, thì các bạn cứ giải phấy điều rồi cái đổ chai cho nó uống uống chừng 3 ngày thôi nghe các bạn, thì con bò mình nó sẽ bớt hẳn ý các bạn. Nó sẽ ý lại, nó cũng tương đối là bình thường. Nhưng mà thí dụ mình nghĩ yếu là nó rất là xuống nghe các bạn, nó ốm thì mình phải cho nó uống thêm vô. Ví dụ bạn có tiền bạn mua, bạn cho nó yếm uống vô cho nó nhiều vô. Ví dụ cho uống một tuần thì cho là khoảng 7 trứng, hai con thì 14 trứng, mà nếu một con là 7 trứng, 7 chai nước khoáng thì cũng có bao nhiêu tiền các bạn. Thì uống như vậy thì nó sẽ khắc phục lại cái hồi sức lại cho nó. Nó chỉ bình thường trở lại, chứ không là nó mất sức rồi nó nấp các bạn. Bò nghé mà nó nấp rồi nó khó phát triển được, nó ốm o rồi nó còi cặp, nó mình có thiệt hại kinh tế, mình có bán ra cũng có bao nhiêu đồng bạc nha các bạn. Thì mình cũng xin chia sẻ thật lòng, mình biết gì mình chia sẻ đấy. Đó là kinh nghiệm hầu giờ mình trồng bò là mười mấy hai ba chục năm nay, là mình cứ sử dụng toàn là bột sắn dây với nước khoáng lạc với trứng gà các bạn, gà lấy trong đó thôi nha. Đặc biệt rất là hay các bạn, cho nó uống vô là cảm thấy nó bớt liền, mà nó bớt mà còn nghe mình chừng sau mình thấm cái trứng gà đồ mướn nó đẹp lắm các bạn, nó nhanh lớn lắm, rất là hiệu quả. Chúng mình hầu giờ không có dùng thuốc gì các bạn. Nói chung là khi mình phát hiện con bò là nó bị là mình chữa liền, chứ mà các bạn đỡ mà nó nặng quá rồi các bạn khó chữa lắm.
chừng đó các bạn phải 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 dùng thuốc để tiêm trợ tim này nọ nữa, là thí dụ những cái thuốc đó trợ tim mà mình nắm rồi, ví dụ như nó mất sức, nó còi cọc các bạn, mình phát hiện liền là mình chữa liền là nó sẽ hết. Chứ còn mà đỡ nặng là khó chữa các bạn, cái gì cũng vậy, bệnh gì cũng vậy, đỡ nặng là khó chữa, cho nên mình bạn phải cần lưu ý chỗ đó. Thì bà mình hầu giờ mình nuôi nó cũng ía lung tung hết rồi, mình cũng tự pha thuốc đó rồi mình cho nó uống, rồi mình tự một mình cho nó uống luôn các bạn đó, mình cho uống thuốc thét nó quen thấy mình lại cái đồ uống luôn nha. À, nó dở lắm các bạn, không có gì khó. Như trường hợp như cái máy nghe khó thì bạn tìm cách bạn đi về đút vô cho nó uống, cũng đơn giản chứ cũng có gì, thì quan trọng mình chịu khó một chút. À, nghe thì nó hơi tưng tưng nhảy thì mình chịu khó một chút, chứ mình nếu mình không chịu khó mình thôi mệt quá mình bỏ lơ nó ỉa thét nó chết nha các bạn, nó chết á, ỉa thét nó chết các bạn, nó rất là tai hại lắm, trong cái tầm thường đâu. Thôi thì mình chia sẻ thời lượng video mình cũng đã sắp hết các bạn. Thôi thì cuối video mình cũng không có gì. Cũng là chúc cho các bạn thật nhiều niềm vui và luôn luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc viên mãn bên người thân. Cuối video mình cũng có lời chúc vậy thôi. Thì các bạn cứ áp dụng theo cái phương pháp mình đấy. Thì các bạn xem video mình nhớ ủng hộ cho mình một cái kênh nha các bạn. Mình cũng mới thành lập kênh đây cho ít người biết, cho nên cũng ít người đăng ký kênh mình. Các bạn ủng hộ cho mình nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn làm ăn phát đạt và càng ngày càng thật nhiều tiền lên nha các bạn. Thôi, mình xin tạm biệt các bạn nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại video sau. Bye bye.